Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 2 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Honda CRV ạ. Từ phiên bản L, bản G và bản E. Khi mà sang tháng 9 này cả 3 phiên bản này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 2 giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok em xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda CRV bản E, bản thấp nhất của dòng xe Honda CRV em nhé. Với giá miết của chiếc xe này đang là 998 triệu ạ. À. Sau tháng 9 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh với giá đang là 918 triệu ạ. À. Tức là giảm giá cho anh em là 80 triệu tiền mặt đấy ạ. À. Vậy thì chiếc xe Honda CRV Bản E này, làm cái nội đang là 1 tỷ 061 triệu ạ. À. Còn trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 337 triệu thôi ạ. À. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 021 triệu. Trả góp thì đang là 297 triệu ạ. À. Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 1 tỷ 041 triệu. Trả góp thì đang là 317 triệu ạ. À. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 041 triệu trả góp thì là 317 triệu ạ. À. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda CRV bản G ạ. À. Với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 048 triệu ạ. À sang tháng 9 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh về giá đang là 968 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 80 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda CDV bản G này làm nổi đang là 1 tỷ 017 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 353 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 076 triệu. Trả góp thì đang là 313 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 12% thì đang là 1 tỷ 097 triệu Trả góp thì đang là 333 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 096 triệu Trả góp thì đang là 333 triệu ạ Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp Lãi xuống hàng như thế nào Thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để em gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho mạng. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Honda CRV bản L ạ. Nó sẽ bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CRV đấy ạ. Với giá biết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 118 triệu ạ. Sang tháng 9 này thì đại lý Trung em đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 038 triệu ạ tức là giảm giá cho anh em là 80 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda CRV bản G này, bản L này làm cái nội đang là 1 tỷ 195 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 376 triệu. Còn tỉnh thì đang là 1 tỷ 153 triệu. Trả góp thì đang là 335 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 10% thì đang là 1 tỷ 175 triệu. Trả góp thì đang là 357 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 173 triệu. Trả góp thì đang là 355 triệu ạ. À. Ok, vậy giờ này em đang giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Honda CRV từ bản L, bản G và bản E. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Với giờ này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để giúp cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn cho đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ.